Dự kiến ngày 20 tháng 5 tới, Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ mở thầu lựa chọn nhà đầu tư xây 8 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam, triển khai xây dựng đến cuối năm 2025. Để đồng bộ với tuyến cao tốc Bắc Nam dài 650 km đã đi vào hoạt động, Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt 36 trạm dừng nghỉ. Đến nay, 6 trạm đã đưa vào khai thác, 3 đang đầu tư và 27 chưa xây dựng. Trong đó, 24 trạm chưa xây dựng thuộc các dự án thành phần do Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong số 24 trạm giao bộ quản lý, 8 trạm đã phát hành hồ sơ mời thầu và được mở thầu vào ngày 20 tháng 5, dự kiến lựa chọn xong trong tháng 6. Thời gian xây dựng theo hồ sơ mời thầu là 18 tháng, trong đó các công trình dịch vụ công cộng 12 tháng.